cùng bạn trai livestream đá xéo hạ bệ đàn anh, nam em bị chỉ trích gay gắt. Gần đây nam em và bạn trai thường xuyên cùng livestream trò chuyện giao lưu với cư dân mạng, ngày 22 tháng 1, nam em còn đăng tải hàng loạt video về nửa kia lên mạng xã hội. Tuy nhiên, netizen phát hiện cô đã tiến hành khóa bình luận ở trang của mình cư dân mạng cho rằng hành động này nhằm tránh cơn bão chỉ trích tấn công với cặp đôi nguyên do vì trong một buổi livestream vừa qua nam em và bạn trai công khai đá xéo có lời lẽ hạ bệ nghệ sĩ trường giang những câu nói này của cặp đôi vấp phải những tranh cãi bị đông đảo netizen chỉ trích gây gắt trên mạng cư dân mạng cho rằng nam em và bạn trai chia sẻ kém duyên trong livestream không tôn trọng đàn anh tự tạo ồn ào để lôi kéo câu view tương tác cho mình Nam em công khai chồng sắp cưới cuối tháng 11 vừa qua. Người này đang làm kinh doanh lĩnh vực phong thủy. Chuyện tình của cặp đôi thời gian qua gặp không ít sóng gió. Khi chồng sắp cưới của nam em bị khui, có quá khứ không đẹp, nợ nần chống chất. Bạn trai nam em hiện đang làm quản lý đồng thời cùng cô, đồng thời đồng hành cùng cô trong công việc và cuộc sống. Tới thời điểm hiện tại, cặp đôi đã gắn bó bên cạnh nhau được khoảng 6 tháng. Trước đó, nam em từng tiết lộ cô và chồng tương lai dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4 năm 2024. Bạch Công Khanh từ chối liên quan, không rảnh quan tâm và không muốn đôi co với nam em. Trong sự kiện ra mắt phim điện ảnh Sáng đèn diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 23 tháng 1, Bạch Công Khanh xuất hiện với vai trò là diễn viên nằm trong dàn cast chính của bộ phim. Anh khá thoải mái trong việc chia sẻ về dự án phim cũng như những câu chuyện bên lề. Khi một phóng viên đặt câu hỏi, vừa qua nam em có nhắc đến anh trong livestream, anh có biết điều đó không? Mối quan hệ hiện tại của cả hai thế nào? Bạch Công Khanh không né tránh mà trả lời vô cùng thẳng thắn nói chung là những lùm xùm chuyện không hay xảy ra trên mạng khanh đều xem được đều biết như khanh đã chia sẻ tôi hoàn toàn xác định rằng nó không có liên quan đến mình và nó không ảnh hưởng đến mình cộng thêm ở thời điểm này khanh rất là bận mình phải dành nhiều thời gian cho công việc mình không có thời gian để mà quan tâm hay đôi co với nam em và ngay cả ở bộ phim này hay những sản phẩm ra mắt thời gian gần đây cũng không hề liên quan đến cô ấy từ bây giờ về sau khanh cũng không bao giờ quan tâm đến những điều không ảnh hưởng đến mình khanh chỉ nói vậy thôi có thể thấy rõ sự mệt mỏi của bạch công khanh khi nhắc đến nam em nam diễn viên không muốn quan tâm hay đôi co với đàn em anh nói thẳng về việc không muốn liên quan đến nam em trong tương lai trước đó cả hai từng là một cặp song ca ăn ý được nhiều khán giả đẩy thuyền vì quá đẹp đôi thế nhưng chưa được bao lâu thì nam em bỗng lên mạng tố người hâm mộ của đàn anh hãm hại nói xấu mình ảnh hưởng đến danh tiếng của bạch công khanh đến mức bạch công khanh phải gặp gỡ báo chí để phủ nhận việc liên quan đến những ồn ào không hồi kết mà nam em vẽ ra Nam em bức xúc nói Bạch Công Khanh là LGBT qua cầu rút ván, thân thiết chỉ là trò mua vui. Nam em gây xôn xao dư luận khi có bài đăng tố thẳng nam diễn viên ca sĩ Bạch Công Khanh thuộc cộng đồng LGBT. Chuyện tình cảm đồn đoán trước đây hoàn toàn không có thật, bức xúc nói Bạch Công Khanh là kẻ qua cầu rút ván. Cái tên hoa khôi ca sĩ Nam em những ngày qua đang là đề tài được dân mạng tìm kiếm, bàn tán trên khắp cõi mạng. Hàng loạt drama liên quan đến Nam Em bị chia sẻ tràn lan nhiều nơi, nhiều ý kiến trái chiều bắt đầu bị đưa ra, kẻ bênh vực, người chỉ trích khiến câu chuyện của cô ngày càng bị đẩy đi xa. Theo đó, ồn ào liên quan đến quá khứ chồng sắp cưới của cô chưa hội hẳn thì tối ngày 1 tháng 12, Nam Em có bài đăng tố một anti-fan đã giả dạng làm người hâm mộ của cô, bày trò hãm hại. Nam Em cho biết người này đã tặng đồ ăn cho cô, nói là cháo sò huyết nhưng thực chất khi cô ăn thì nhận ra đó là những thứ dơ bẩn cố tình hãm hại cô để cô ăn chưa hết cô còn năng đàn nói thẳng bản thân sẽ kiện đến cùng những người cố tình hãm hại bôi nhọ danh dự của cô thậm chí còn chỉ đích danh người ở trong fc của bạch công khanh nam em thời gian qua cũng mướng phải không ít ồn ào liên quan đến nam nghệ sĩ cộng đồng mạng cho rằng cả hai thường xuyên đi diễn chung và nam em lại có tình cảm đặc biệt đến bạch công khanh gần gũi và tương tác quá mức dù đã chọn cách im lặng suốt thời gian dài nhưng đến nay có lẽ không thể nhẫn nhịn nên nam em đã lên tiếng tố thẳng mặt bạch công khanh một lần nói rõ hết sự thật để bảo vệ cho tên tuổi của bản thân netizen đã phải sốc nặng khi cô cho biết bạch công khanh là người thuộc màu tím tức là thuộc cộng đồng LGBT, việc yêu đương là không bao giờ xảy ra. Hơn nữa, những khoảnh khắc thân thiết hoàn toàn chỉ là để làm cho khán giả vui. Cụ thể, viết trên story cá nhân, nam em chia sẻ, tôi là người ngỏ lời mời bài công khai đi hát chung. Từ những ngày đầu đi hát, tôi luôn muốn song hành với bạn lâu dài và tử tế. Nhưng cuối cùng tôi nhận được gì? Bạn đó tim bạn đó tím ai cũng thấy. Việc tôi vui đùa với bạn ấy trên sân khấu là muốn làm khán giả vui. Bởi việc của một nghệ sĩ là làm khán giả vui. Sau những lời hứa hẹn chuẩn bị ra quay phim mới và quay chung với Bạch Công Khanh. Bằng những trò thao túng tâm lý, tôi mới nhận thóc sâu ca ngợi Bạch Công Khanh. Sau đó tôi nhận được gì? Qua cầu rút ván, tôi đã muốn im lặng để tôi giữ được sự bình yên cho riêng mình. Bao nhiêu lần fan club Bạch Công Khanh thao túng tâm lý tôi, nói là bây giờ không hát nữa buồn muốn chết. Vậy là tôi tin tôi tiếp tục hạ mình. Nhưng cuối cùng tôi sai, bây giờ tôi không còn tha thiết công việc này nữa. Tôi sẽ đứng lên rửa oan cho chính bản thân mình. Có câu người không vì mình trời chu đất diệt, Bài đăng của nam em nói thẳng về Bạch Công Khanh, nhanh chóng gây xôn xao cõi mạng, dân tình đồng loạt sốc trước động thái cứng rắn này của nam em, tuy nhiên cũng tỏ thái độ thấu hiểu cho rằng có lẽ đây là hành động tức nước vỡ bờ của nam em, dù cũng chỉ là những lời lên tiếng chủ quan từ phía nam em nhưng netizen đều đã vô cùng sốc. Hiện tại cộng đồng mạng cũng đang trông chờ lời lên tiếng chính thức từ phía Bạch Công Khanh, làm rõ về những lời tố từ phía nam em gửi đến nam nghệ sĩ. Bạch Công Khanh từng đáp trả nghi vấn giới tính trước khi bị nam em nói tím. Ngày 1 tháng 12 nói đây, nam em bất ngờ đăng đàn chỉ mặc antifan chơi xấu hãm hại, gửi đồ ăn có trộn rất bẩn. Thậm chí cô không ngần ngại gọi thẳng tên FC của Bạch Công Khanh. Không những thế, người đẹp tiếp tục trần tình làm sáng tỏ drama cạch mặt nhau giữa mình và nam diễn viên. Cô còn không ngần ngại khẳng định, bạn đó tím ai cũng nhìn thấy. Từng là cặp đôi ăn ý kết hợp trong nhiều show nhạc, Nam Em và Bạch Công Khanh bỗng gây ra xáo xào, nghi vấn, có xích mít và rạn nứt tình cảm bởi hành động ngó lơ nhau tại một đêm nhạc. Thời điểm đó, phía nam em không ngừng đấu tố bạn diễn, ngược lại Bạch Công Khanh khẳng định mối quan hệ giữa hai người vẫn bình thường. Khi nhận được câu hỏi có phải Bạch Công Khanh là màu tím nên không thể yêu được nam em hay không, nam ca sĩ bật cười chia sẻ. Thì tôi đã nói rồi đó, trong câu chuyện ồn màu này mọi người cứ vu đủ thứ, mọi người lôi từ gia đình, giới tính, công ty ra nói, toàn những câu chuyện không có thật, Mọi người cảm thấy lý do này không đủ sức nặng để níu kéo câu chuyện, thế là mọi người lại kiếm ra lý do khác. Đến lúc lý do khác không đủ sức nặng luôn, mọi người lại tiếp tục mang lý do khác nữa ra nói. Trước đó, vào năm 2020, Bạch Công Khanh cũng từng nhận được một tình huống khá lúng túng khi bạn diễn vô tình nhắc đến chuyện giới tính ngay trên sóng truyền hình. Cụ thể, trong chương trình Úm Ba La ra chữ gì... Bạch Công Khanh cùng nữ diễn viên Phương Hằng có mặt với vai trò khách mời. Tại đây bạn diễn của anh hài hước chia sẻ: "Giờ gặp Bạch Công Khanh thì chỉ bàn chuyện công việc, bạn ấy là người yêu cũ của em thì làm sao em nói được những chuyện tâm lý tình cảm?" MC Quang Bảo và Lưu Hà Trinh bất ngờ với tiết lộ của nữ diễn viên gần hỏi Bạch Công Khanh thì nam diễn viên ngượng ngùng trả lời: "Người yêu cũ giờ có người yêu mới rồi." Bạn thân chưa kịp dứt lời Phương Hằng đã vội bồi thêm một câu. Bạn thân chưa kịp dứt lời Phương Hằng đã vội bồi thêm một câu. Giờ Khanh có chồng luôn rồi, khiến nam diễn viên ngay lập tức sượng trân. MC Lưu Hà Trinh phải đỡ lời cho Bạch Công Khanh. Thời gian đó, Bạch Công Khanh cũng từng thẳng thắn trả lời tin đồn đồng tính với truyền thông rằng anh không quan tâm, đàn ông hay không thì tự anh biết. Chuyện không có bồ không có nghĩa là mình thuộc giới tính thứ ba, có bồ cũng không chắc chắn mình 100% đàn ông nên tôi không cần phải chứng minh. Bạch Công Khanh tiết lộ mối quan hệ với nam em hậu ồn ào, đáp trả gắt lời tố lươn lẹo, giả dối. Thời gian qua, cái tên của hai nhân vật nam em và Bạch Công Khanh có thể nói là đề tài siêu hot được cộng đồng mạng quan tâm bàn tán. Nhân vật bị dèo tên nhiều nhất chính là nam em. Cô liên tục có những phát ngôn đụng chạm đấu tố. Hết người này đến người khác khiến cư dân mạng cũng mệt mỏi theo. Là người tình sân khấu của nam em, Bạch Công Khanh cũng không thoát khỏi tầm ngắm của nàng hoa khôi. Theo đó, vốn có mối quan hệ thân thiết thường xuyên hát cặp với nhau, nhưng vì fan hai bên liên tục đả kích nhau khiến nam em không giữ được bình tĩnh và quay ra tố Bạch Công Khanh tuyên bố gắt Bạch Công Khanh là màu tím, chuyện thân thiết chỉ là diễn. Hậu ồn ào nổ ra, mới đây Bạch Công Khanh có những chia sẻ về mối quan hệ với Nam Em và chuyện có còn đứng chung sân khấu với nhau nữa hay không. Nam ca sĩ nói, bất đồng quan điểm trong công việc, khi mình giải đáp được khúc mắc đó thì mình vẫn có thể đồng hành với nhau, thậm chí là đi xa hơn nữa, còn khi mình chưa giải quyết được thì việc không hợp tác với nhau là bình thường mà. Ở thời điểm hiện tại chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi, cả hai đều biết chuyện này rất nhỏ luôn khanh có nói rồi đó là một cô gái sống cảm xúc khi bị một người tác động cô ấy sẽ phản kháng lại thôi cô ấy đâu giữ được bình tĩnh khi lúc mà không bình tĩnh sẽ có những hành động phát ngôn không kiểm soát khanh là người lý trí hơn bình tĩnh trong công việc chuyện này khanh cũng nói với nam em hoài dặn em dù có chuyện gì phải bình tĩnh thì mình không bình tĩnh làm gì mình cũng sai và sai thêm thôi đáp trả thêm câu chuyện bị khán giả nam em nói anh là người lươn lẹo giả dối nam ca sĩ giải bày những cái tương tác trên sân khấu thân thiết gần gũi là hết sức bình thường và nó chỉ có xảy ra vấn đề khi một trong hai người cảm thấy khó chịu và nói thẳng trên sân khấu luôn chuyện này khanh với nam em cũng đã làm việc với nhau rồi thì mới đi đến việc hát với nhau đến ngày hôm nay quay ngược lại chuyện bất đồng quan điểm cái chuyện này rất nhỏ luôn mà khi mọi người biết chắc mọi người cũng phải mắc cười mỗi lần trả lời báo chí khanh cũng nói khanh không muốn trả lời nhiều khi muốn xây dựng hình ảnh một người nghệ sĩ đẹp trong mắt công chúng khi mình trả lời một cách tế nhị và khéo léo nhất không ảnh hưởng đến ai thì một số người lại quay ngược ra nói khanh lươn lẹo và giả dối cho nên ngay từ đầu khanh muốn sống trong lùm xùm để nổi tiếng tại sao khanh không góp phần đưa câu chuyện đi xa hơn mà khanh lại chọn cách im lặng thế thì mọi người mới biết khanh là người nghệ sĩ như thế nào có những khán giả nói là không hát với nam em thì không thèm xem thế thì đó có thật là những khán giả của khanh hay không hay khán giả của nam em mối quan hệ của khanh và nam em như thế nào thì cả khanh và nam em đều đã khẳng định rất nhiều lần trên báo rồi khanh không muốn nhai đi nhai lại chuyện này mà khanh muốn mọi người tập trung vào âm nhạc xem chúng tôi hát gì đó là chuyên môn Khanh cần mọi người quan tâm đến mình, Khanh rất mong chuyện này chấm dứt càng sớm càng tốt, Bạch Công Khanh nói thêm. Có thể thấy sau những ồn ào vừa qua, mối quan hệ của nam em và Bạch Công Khanh dường như đã không còn được như trước, các fan cũng đã khá tiếc nuối, tuy nhiên người hâm mộ vẫn hy vọng có một ngày cả hai sẽ có thể tái hợp nếu tiếp tục đứng chung sân khấu.